Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Thương Trường Kỳ Truyện. Trong phần trước của chuyên mục Cuộc Chiến Thương Hiệu, chúng ta đã cùng chiêm ngưỡng cuộc đối đầu kinh điển của hai hãng xe hơi đình đám là Lamborghini và Ferrari. Trong tập tiếp theo ngày hôm nay của series Cuộc Chiến Thương Hiệu, chúng ta sẽ tiếp tục tới với hai thương hiệu trong ngành đồng hồ hạng sang, một lĩnh vực đam mê khác của các quý ông lịch lãm. Và hai cái tên ngày hôm nay mà Battle Cry muốn gửi tới các bạn không ai khác chính là Rolex và Omega. Rolex đã từng đứng sau Omega về vị thế trên thị trường đồng hồ. Tuy nhiên, hãng đồng hồ nổi tiếng thế giới này đã vượt qua cái bóng rất lớn của Omega trong những năm 70 của thế kỷ trước. Và liệu Rolex thì có giữ được vị trí tân vương của mình không? Khi nói tới đồng hồ thì không người nào không biết về thương hiệu Rolex. Rõ ràng, sản phẩm của Rolex đã được người tiêu dùng đem ra so sánh tại mọi phân cấp cũng như mọi chủng loại trong mảng đồng hồ. Tuy nhiên, có một thực tế là công ty Rolex chỉ chiếm khoảng 12,5% thị phần đồng hồ toàn cầu, thấp hơn so với tập đoàn Swatch Group với 20% và Richemont Group với 17%. Điều này thì cũng dễ hiểu khi mà Rolex chỉ có hai thương hiệu chính là Rolex và Tudor, trong khi các tập đoàn trên thì có nhiều thương hiệu đồng hồ khác nhau. Omega là thương hiệu đem lại doanh thu nhiều nhất cho Swatch, xếp sau đó là Longines và Tissot. Vì vậy, dù thương hiệu này không được biết tới nhiều như Rolex, thế nhưng đây lại là dòng đồng hồ có khả năng đe dọa vị thế nhất của Rolex. Cự hoàng Omega. Tiền thân của Omega là công ty La General Watch Co. được thành lập vào năm 1848 bởi Louis Brand tại Thụy Sĩ. Đến năm 1903 thì thương hiệu Omega của hãng này mới tách ra làm công ty riêng. Trên thực tế thì Omega đã từng là thương hiệu đồng hồ nổi tiếng hơn Rolex. Một chiếc Omega Constellation bằng vàng có giá đắt hơn là Rolex Daydate vào những năm 1950. Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Omega là đồng hồ được Không quân Hoàng gia Anh chọn dùng cho đơn vị chiến đấu, sau đó là Không quân Mỹ. Và thương hiệu này cũng được NASA chọn dùng là dòng đồng hồ đầu tiên xuất hiện trên mặt trăng vào năm 1969. Sản phẩm này cũng được dùng chính thức cho các kỳ Thế vận hội của Olympic kể từ năm 1932. Đặc biệt, nhân vật James Bond đã đeo đồng hồ này kể từ series phim 1995. Hàng loạt nhân vật nổi tiếng khác như cựu Tổng thống Mỹ John Kennedy hay Hoàng tử Anh William cũng đeo dòng đồng hồ này. Cho tới tận thập niên 60, Rolex mới chiếm được vị trí số 1 của Omega về độ nổi tiếng trên thị trường đồng hồ. Đến thập niên 70, Omega đã sản xuất nhiều dòng đồng hồ khác nhau, thế nhưng chúng không được người tiêu dùng đánh giá cao bằng Rolex. Lịch sử của dòng đồng hồ Rolex cũng khá lâu đời. Vào năm 1905, hai nhà sáng lập Alfred Davis và Hen Whitlock đã thành lập lên thương hiệu Rolex tại London, Anh và chuyển trụ sở sang Geneva, Thụy Sĩ vào năm 1919. Hiện nay, Rolex đứng thứ 65 trong bảng xếp hạng các thương hiệu hàng đầu thế giới của tạp chí Forbes và là công ty có vị thế hàng đầu trong mảng kinh doanh đồng hồ. Tân vương Rolex. Vậy thì lý do gì khiến cho Omega mất đi vị thế của mình? Câu trả lời rất đơn giản, đó là sai lầm về chiến lược. Trong khi Rolex thì không thay đổi nhiều về kỹ thuật cũng như thiết kế và chỉ làm một số thay đổi nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, thì Omega lại có nhiều thay đổi về thiết kế, mẫu mã với sản phẩm của họ. Tuy nhiên, khi chiến lược của Rolex khá thành công thì việc thay đổi quá nhanh của Omega lại phản tác dụng. Trong thời kỳ đồng hồ điện tử bùng nổ vào thập niên 70 và 80, doanh số của Rolex vẫn khá ổn định dù hãng không có nhiều thay đổi về thiết kế. Những mẫu đồng hồ như Oyster, Quartz, Datejust và Daydate của họ vẫn được tiêu thụ, thậm chí là tồn tại tới tận thập niên 2000. Khách hàng mua sản phẩm của Rolex nhờ thiết kế sang trọng và uy tín của thương hiệu. Họ cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo khi đeo một chiếc Rolex, trong khi thực tế bộ máy hoạt động của chiếc đồng hồ thì cũng chẳng có nhiều cải tiến. Trái ngược lại thì Omega đã có nhiều cải cách vào thời điểm này, như mẫu LCD Speedmaster trông khá giống một sản phẩm của Casio hay là Seiko. Hậu quả là người tiêu dùng không muốn trả khoản tiền lớn cho một loại đồng hồ nhìn giống như hàng bình dân. Mặc dù Omega thì vẫn giữ được một vài dòng đồng hồ kinh điển trong bộ sưu tập của mình như dòng Moonwatch, thế nhưng khách hàng vào thời kỳ đó đang bị thu hút bởi dòng đồng hồ điện tử và mảng kinh doanh đồng hồ truyền thống chịu ảnh hưởng khá nặng. Điều này khiến Omega buộc phải duy trì kinh doanh những loại đồng hồ có thiết kế khá giống với đồng hồ điện tử để bảo đảm doanh số. Động thái này của Omega đã khiến vị thế của hãng suy giảm trong một thời gian khá dài, khi thiết kế của họ không còn giữ được hình ảnh xa xỉ trong mắt người tiêu dùng. Cự hoàng thách thức tân vương. Vào thập niên 90,
dòng đồng hồ truyền thống bắt đầu thu hút lại được sự chú ý của thị trường, thì cũng chính là lúc mà Omega thực hiện kế hoạch kinh điển giành lại ngôi vương của mình từ tay Rolex. Vài năm trở lại đây, thương hiệu Omega đã lấy lại được hình ảnh của dòng đồng hồ sang trọng trong mắt của khách hàng và đang thực sự trở thành đối thủ với Rolex. Đặc biệt, Omega đã khá thành công khi tốn khá nhiều công sức để quảng bá kỹ thuật Cold Axial, và thậm chí loại kỹ thuật này hiện đã gắn liền với thương hiệu của hãng trong mắt người tiêu dùng. Theo quảng cáo thì loại kỹ thuật này khiến đồng hồ chạy chính xác và bền hơn. Do đó, Omega đã nâng thời gian bảo hành từ 2 lên 3 năm đối với sản phẩm của hãng nhằm minh chứng cho chất lượng của đồng hồ. Và đây là một chiến lược khá thông minh khi Omega đã có sự khác biệt trên thị trường. Họ có thứ mà Rolex không có. Việc Omega ứng dụng cơ cấu hồi Cold Axial trong sản xuất, thiết kế và lắp ráp thủ công khiến cho thương hiệu này đã trở thành một đối thủ đáng gờm với nhiều công ty sản xuất đồng hồ hạng sang khác, bao gồm cả Rolex. Sau thành công của Cold Axial, Omega đã tiếp tục đầu tư phát triển kỹ thuật mới cho đồng hồ. Với tiềm lực mạnh mẽ của tập đoàn Squatch, Omega đã đi trước Rolex trong rất nhiều công nghệ mới về đồng hồ. Thậm chí, ngày 9 tháng 12 năm 2014, Omega và tổ chức MITAS của chính phủ Thụy Sĩ đã công bố một chứng chỉ tiêu chuẩn mới cho ngành đồng hồ. Qua đó, không chỉ thách thức Rolex mà cả toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ của Thụy Sĩ. Khi so sánh với dòng sản phẩm của Omega và Rolex ngày nay, thì chất lượng của cả hai thương hiệu đều khá tốt và là tương đồng nhau. Điều này khiến nhiều khách hàng đang bị phân vân, thế nhưng theo nhiều báo cáo thì số lượng người chọn Rolex vẫn nhiều hơn. Nguyên nhân rất đơn giản, Rolex đã thống trị khá lâu trong mảng đồng hồ và hầu như đã trở thành một biểu tượng. Thậm chí, những người không đeo đồng hồ cũng biết tới thương hiệu này. Lợi thế này đã khiến đồng hồ Rolex vượt mặt cựu hoàng Omega trong suốt nhiều năm. Thậm chí, nhờ lợi thế trên mà đồng hồ Rolex cũ ở một số thị trường lại có thể bán được với giá trị cao, trong khi những loại đồng hồ khác như Omega thì thường bị mất giá. Rõ ràng là dù thương hiệu Omega đang dần lấy lại hình ảnh trên thị trường, thế nhưng vị thế của dòng sản phẩm này thì vẫn chưa thể khôi phục lại như trước đây, dù hãng đã tập trung đầu tư nhiều cho sản phẩm và quảng cáo. Chuyên gia Luca Soska về hàng xa xỉ của BNP Paribas cho biết vị thế của Rolex vẫn ổn cách đây khoảng 10 năm về trước, nhưng tình hình hiện nay thì đã khác đi nhiều khi hãng này đang bị mất dần thị phần. Những thương hiệu như Omega, Cartier đang có những bước tiến lớn trong mảng đồng hồ xa xỉ và dần trở thành đối thủ đáng gờm của Rolex. Ngoài ra, Rolex đã chậm chân trong việc cải tiến kỹ thuật. Việc chú trọng vào thiết kế bên ngoài, những dòng sản phẩm mới không thay đổi nhiều so với truyền thống và dựa chủ yếu vào uy tín chất lượng được tạo dựng qua nhiều năm để bán hàng đã không còn hiệu quả. Giống như nhiều hàng kinh doanh xa xỉ khác, Rolex không công bố công khai báo cáo kinh doanh của mình. Thế nhưng ông Cox ước tính doanh thu trung bình của công ty vào khoảng 5 tỷ đô mỗi năm với 800.000 chiếc đồng hồ được bán ra hàng năm. Tuy vậy, theo số liệu của giám đốc Cox, mức lợi nhuận biên của Rolex đã giảm tới 30% vào năm 2014. Theo ông Cox, thì việc tăng trưởng mở rộng nhà máy sản xuất vào năm 2014 tại Thụy Sĩ đã khiến hãng tốn nhiều chi phí, thế nhưng không thực sự đem lại hiệu quả cao. Tuy vậy, giám đốc điều hành mới Jean-Frédéric Dufort được bổ nhiệm vào năm 2014 đã tuyên bố sẽ tái tập trung và phát triển các dòng sản phẩm được ưa chuộng và thực hiện các chiến lược marketing hiệu quả hơn. Hiện vẫn chưa rõ những thay đổi của Rolex có đem lại hiệu quả không, thế nhưng rõ ràng là áp lực cạnh tranh trên thị trường đồng hồ đang ngày càng nóng lên. Đặc biệt là trong tình hình kinh tế giảm tốc hiện nay, người tiêu dùng thắt chặt hầu bao. Thị trường hàng xa xỉ tại Trung Quốc thậm chí còn đang gặp khó khăn trước bất ổn kinh tế và phong trào chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình. Điệp viên 007 phi vụ quảng cáo đỉnh cao. Bộ phim James Bond đình đám phần mới nhất No Time to Die, không phải lúc chết, một bom tấn mới nhất của series 007. Trong phim, điệp viên 007 tiếp tục đồng hành cùng thương hiệu đồng hồ tới từ Thụy Sĩ, Omega. Và đây cũng là bộ phim đánh dấu 25 năm Omega và James Bond gắn liền hình ảnh cùng với nhau. Bắt đầu từ phim Golden Eyes, Mắt Vàng năm 1995. Lily Hemming, nhà thiết kế trang phục từng đoạt giải Oscar, chính là người chịu trách nhiệm casting đồng hồ cho 007 trong phim Golden Eyes năm đó. Lily nói rằng, tôi tin rằng tư lệnh Bond, một người lính hải quân, một thợ lặn và một quý ông thận trọng của thế giới sẽ đeo chiếc Seamaster với mặt số màu xanh lam. Và kể từ sau đó, James Bond đã đeo Omega Seamaster trong mọi bộ phim. Trước đó, chiếc đồng hồ yêu thích của James Bond
là Rolex, vì một số khán giả suy đoán rằng nhà sản xuất Albert Broccoli rất ưa chuộng Rolex. Khi James Bond xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim Doctor No năm 1962, nam diễn viên chính Sean Connery đã đeo Rolex Submariner. Connery tiếp tục đeo đồng hồ này trong suốt khoảng thời gian thủ vai 007. Tuy nhiên, tờ Jack Time nhận định thật ngạc nhiên khi biết rằng Rolex không bao giờ trả tiền cho những người sáng tạo ra bộ phim để được xuất hiện trên phim. Do đó, phần phim 007 Golden Eyes, Mắt Vàng năm 1995 đánh dấu vị trí bước ngoặt khi nhà sản xuất nhận thấy có thể kiếm tiền từ việc quảng cáo đồng hồ khi phim trở nên nổi tiếng. Họ quyết định tổ chức một cuộc đấu thầu để chọn ra thương hiệu đồng hồ đồng hành với James Bond, và Omega đã giành chiến thắng. Để nói về ấn tượng sâu sắc nhất của Omega trong series 007 thì đó là khi mà thế hệ James Bond mới xuất hiện do nam diễn viên Daniel Craig thủ vai kể từ năm 2006. Khác với những điệp viên 007 ở các phần phim trước đều sở hữu mái tóc đen và ngoại hình lãng tử, thì Daniel lại là một phiên bản hoàn toàn khác. Tóc vàng, mắt xanh, đầy gai góc, Daniel cũng không chỉ dùng Seamaster. Có nhiều dòng đồng hồ xa xỉ khác của Omega được anh đeo trong phim để tỏa sáng giống như một quý ông lịch lãm, quyến rũ và bí ẩn nhất thế giới. Thế hệ James Bond đầu tiên đeo đồng hồ Omega là một chiếc Seamaster Professional 300M có mặt số và viền bezel màu xanh dương, dây đeo bằng thép. Chiếc đồng hồ không chỉ gây ấn tượng vì quá tinh xảo mà còn phục vụ được điệp viên trong những nhiệm vụ nguy hiểm với khả năng chống nước ở độ sâu 300m, bộ máy tự động Caliber 2500, thời lượng COD là 48 giờ. Và không quá khi nói rằng thế hệ James Bond gắn liền với Omega chính là Daniel Craig. Casino Royale 2006, Sòng Bạc Hoàng Gia. Đây là phần phim đầu tiên mà Daniel trở thành điệp viên 007. Khoảnh khắc đắt giá nhất phim là lúc James hạ đo ván Latrivery trên tại sòng bạc khiến anh ta lúng túng vô cùng vì không còn một xu dính túi. Daniel Craig đã đeo Seamaster Driver 300M Coaxial và Seamaster Planet Ocean 600M Coaxial trong phần phim này. Quantum of Solace, Định Mức Khuây Khỏa 2008. Phần phim này, James Bond phải tìm cách trả thù cho Vester Lynn. Nhiệm vụ này dẫn James đối đầu với Dominic Greeny, kẻ đội lốt nhà hoạt động môi trường hảo tâm nhằm thống trị nguồn nước trên thế giới. 007 đã chọn Seamaster Planet Ocean 600M Omega Coaxial với mặt đồng hồ và gờ đen cổ điển. Chiếc đồng hồ có vỏ khung 42mm, vành bezel kim loại với một dây đeo màu đen, sử dụng bộ máy Calibri 2500, Skyphone, tử điện Skyphone 2012. Đây là một phần phim tràn ngập những suy ngẫm về cái chết và nhiều pha hành động. 007 đã đeo Seamaster Planet Ocean 600M và lần đầu tiên điệp viên đeo một chiếc đồng hồ cao cấp Rolex Watch ngoài đồng hồ thợ lặn, đó là chiếc Aquaterra. Chiếc Aquaterra có vỏ khung thép kích thước 38,5mm, một mặt số màu xanh, một dây đeo kim loại, sử dụng bộ máy Caliber 8500 Spectre tổ chức bóng ma 2015. Thật sự thì vẫn rất phù hợp khi một cựu chỉ huy lính hải quân chọn Seamaster. Trong phần phim Spectre, 007 đã đeo hai chiếc đồng hồ. Một là Omega Seamaster 300 Spec Limited Edition với kim dây hình kẹo mút hiếm thấy cùng dây đeo NATO màu đen xám. Chiếc thứ hai là Omega Aquaterra 150M, chiếc đồng hồ nổi bật với mặt số màu xanh lam gợi nhớ tới di sản hàng hải phong phú của Omega và nền tảng hải quân của James Bond. No Time to Die, Không Phải Lúc Chết 2021. Ở phần phim mới nhất này, 007 thực hiện nhiệm vụ giải cứu một nhà khoa học bị bắt cóc và nguy hiểm hơn nhiều so với dự kiến. Để đối mặt với một nhân vật phản diện bí ẩn mới toanh, James Bond được trang bị Seamaster Driver 300M 007 Edition được chế tạo từ titan cứng cho những pha hành động gay cấn nhất. Có thể nói đây là một thương vụ quảng cáo đầy hiệu quả của Omega khi hình ảnh của hãng đồng hồ thời thượng một lần nữa lấy lại được vị thế trong lòng của những quý ông lịch lãm đam mê món đồ trang sức đeo tay này. Cuộc cạnh tranh đầy thú vị này chắc chắn là chưa dừng lại ở đây, và có thể một ngày nào đó Battlecry sẽ còn trở lại với cuộc đấu này trong tương lai. Chuyên mục cuộc chiến thương hiệu tuần này đến đây là kết thúc. Bạn có câu hỏi nào muốn đặt cho team mình hoặc muốn Battlecry làm về chủ đề nào? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới cho chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.